Dự án mạng xã hội Lotus được thành lập và đầu tư, triển khai bởi VGCorp với sự tham gia vốn của các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Theo thông tin tại sự kiện, mạng xã hội Lotus đã huy động được 1.200 tỷ đồng vốn đầu tư với quy mô cho phép hàng triệu người sử dụng cùng một lúc và nhà đầu tư cam kết giải phóng sức sáng tạo cho người dùng. Tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Thế Tân, Tổng Giám đốc VGCorp, chia sẻ rằng hơn 10 năm qua, thông tin trên mạng xã hội mà ông đọc không đem đến cho ông cảm giác thoải mái, thỏa mãn. Tôi suy nghĩ nhiều, làm sao để khi lên mạng, chúng ta có cảm giác thỏa mãn, chứ không phải cảm giác băn khoăn, khó chịu với các cuộc tranh luận, để thấy được những hình ảnh đẹp, đem đến cảm giác hạnh phúc và cảm xúc tốt. Chúng tôi cố gắng xây dựng mạng xã hội để làm được việc đó. Ông Tân khẳng định mạng xã hội Lotus sẽ hướng đến việc nội dung là vua, thượng đế là người sử dụng. Chính những người sử dụng Lotus sẽ mang đến những giá trị tốt đẹp bằng cách lan tỏa những giá trị tích cực, những hình ảnh đẹp và bài viết có giá trị. Ngay sau những lời có cánh, quảng cáo cho sản phẩm con đẻ của mình từ Tổng Giám đốc VGCorp thì tiếp đến những phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông tại lễ ra mắt mạng xã hội này đã khiến dư luận đứng ngồi không yên. Ông Bộ trưởng Hùng cho biết, tôi cũng có một niềm tin là người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm. Không có sự sáng tạo nào lớn hơn chính sự sáng tạo của những người dùng, và đó là sức mạnh của tất cả người Việt Nam. Ngoài ra, ông Hùng còn hy vọng số lượng người dùng Việt Nam sử dụng mạng xã hội Lotus có thể cao bằng số người sử dụng các mạng xã hội thế giới. Theo số liệu thống kê mới nhất, có khoảng 58 triệu người Việt Nam dùng mạng xã hội Facebook và 62 triệu tài khoản Google. Nghĩa là ý ông Hùng, mạng xã hội Lotus sẽ đạt ngưỡng 60 triệu người dùng. Giám đốc Trung tâm An ninh mạng BKAV thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Nguyễn Tử Quảng nhận định về điều này. Hiện nay cũng có trong tay rất nhiều các cái tờ báo hay là những cái trang tin có số lượng người truy cập nhiều. Đấy thì cũng thuộc cái diện là có những cái nội dung nhiều người truy cập. Thế thì tôi nghĩ đấy là cái lợi thế của họ. Nếu họ tận dụng tốt và chiến lược đúng đắn thì cũng có thể họ sẽ thực hiện được. Thế nhưng là tuy nhiên là tôi nghĩ là nó cũng còn cần phải nhiều thời gian thì mới có thể trả lời câu hỏi đó. Đồng ý với điều này, ông Diệp Quang Văn, giám đốc một công ty công nghệ thông tin có trụ sở tại Bình Dương, đang sở hữu trên mạng xã hội Việt Nam Ta, chia sẻ với chúng tôi qua tin nhắn rằng giai đoạn đầu do ra mắt và quảng cáo mạnh nên lượng người dùng sẽ tăng nhanh, lọt vào top 1 ứng dụng được tải về. Còn về mặt nội dung và chất lượng thì phải để một thời gian ngắn, người dùng sẽ nhận xét là chính xác nhất, nhưng suy cho cùng, đó cũng là mạng xã hội có tiềm năng. Lãnh đạo VGCorp tại buổi ra mắt cho biết, hiện nay mạng xã hội Lotus lấy nội dung và trải nghiệm người dùng làm trọng tâm và công bố hợp tác với hơn 500 nhà sáng tạo với 20 lĩnh vực khác nhau như giáo dục, kinh tế, nhiếp ảnh, viết truyện, vlog, v.v. và trên 30 nguồn chính luận như Thông tấn xã Việt Nam. Có 50 nền tảng đa dạng như video, giải trí, hình ảnh, blog, tạp chí, nhạc, v.v. giúp chuyển tải các nội dung khác nhau cho nhiều đối tượng như làm báo, viết blog, chuyện, v.v. Để minh chứng điều đó, ngay sau lễ ra mắt, Lotus sẽ phát hành bản dùng thử trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Chuyên gia công nghệ thông tin Lê Ngọc Sơn từ Đức chia sẻ với chúng tôi rằng mạng xã hội này muốn thành công cần phải dựa vào rất nhiều yếu tố. Trong đó, bài toán kỹ thuật là điều vô cùng khó khăn và hệ sinh quyển truyền thông trên mạng là điều không thể loại bỏ. Ngoài ra, ông Lê Ngọc Sơn còn cho hay, mặc dù mạng xã hội này đang cố gắng định hình một bản sắc riêng dựa trên nội dung khi người dùng là vua, nhưng đó cũng chỉ là diễn ngôn quảng cáo thôi. Điều quan trọng nhất của mạng xã hội là khả năng kết nối người dùng và phải kết nối được nội dung tranh luận. Nếu đủ hai yếu tố đó, thì mạng xã hội đó mới gọi là king của mạng xã hội. Chỉ trong một ngày sau khi ra mắt, nhiều người cho Arabay biết họ cảm thấy thất vọng với mạng xã hội này. Giám đốc truyền thông quảng cáo tại Sài Gòn nói rằng, thì thực ra là mạng cái Lotus thì nó y hệt như con báo mới á, nó không, nó thực ra nó không khác mấy. Bản thân báo mới nó cũng là một con tương tự, tức là nó sẽ là một cái nơi mà nó gọi là accurate nội dung á, tức là nó sẽ lấy thông tin từ, nó sẽ quét từ các báo, xong rồi nó cho người dùng nhập thông tin đấy lên. Bởi vì thực ra là quét của Lotus ấy thì nó là khoảng tầm đến 40-50% sẽ là những cái báo chính thống như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động, Phê Viết gì, hoặc là những cái tin mà nó không khác gì anh đọc tin cả. Nên nó chưa có người dùng họ đăng tin của họ. Trong bước đầu thì họ sẽ cho là của những cái báo lên trước. Thì tức là ở trên này của họ, họ không có chế độ kết bạn, mà họ chỉ có chế độ là theo dõi thôi.
ví dụ như là nếu mà anh làm một nhà sản xuất nội dung chẳng hạn, anh làm vlog chẳng hạn, anh nhìn thấy anh post lock thì em sẽ ấn theo dõi anh, để khi nào anh ra lock mới thì là em sẽ xem được của anh. Tức là cái cơ chế của nó rất là giống với cơ chế của YouTube trong cái việc là follow kiểu đấy. Ngoài ra cho biết thêm, đa số người dùng Việt Nam chỉ thích viết và quan tâm đến điều gì đó nhanh, dễ dàng câu view, chứ bắt người ta sử dụng mạng xã hội phải suy nghĩ để sản xuất nội dung và đối chiếu chất lượng thì không nhiều người quan tâm. Trước đây cũng có một số mạng xã hội do người Việt Nam sáng tạo và được truyền thông rộng rãi, nhưng sau một thời gian thì không còn ai nhắc đến hay bình luận như Hahalolo, Gabo v.v. Mạng xã hội Lotus có thể lại sẽ rơi vào tình trạng như các mạng xã hội khác hay không? Ông Nguyễn Chí Tuyến, một nhà hoạt động xã hội từ Hà Nội cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ hàng Việt, người Việt tạo ra, nhưng ông nghĩ khó mà đạt được như Facebook. Ngoài ra, ông còn khẳng định thêm nguyên do vì sao ông sẽ không bao giờ sử dụng mạng xã hội này. Bởi vì là họ thấy phải đăng nhập bằng Facebook, tài khoản Facebook này. Rồi là gì, nếu như không có thì lại phải bắt gửi 4 cái ảnh của cái chứng minh thư. Thế thì cái chuyện mà lấy ra cái thông tin cá nhân như thế, như cá nhân tôi, đối với hoặc là những người giống như tôi là chắc chắn không bao giờ sử dụng. Bởi vì là họ ở một cái đất nước như Việt Nam này, nói thẳng luôn là một cái đất nước của công an quản trị. Tất cả mọi cái doanh nghiệp hay cái gì đi chăng nữa thì đều dưới cái bàn tay sắt của an ninh, không phải. Cho nên là vì họ ho một cái thì tất cả các doanh nghiệp buộc phải tuân theo thủ nha mày. Để buộc người dùng phải bỏ thói quen cũ, đòi hỏi sản phẩm mới phải thật sự tuyệt vời, cả về tính năng sử dụng lẫn phương pháp tiếp cận. Nhưng với những trải nghiệm trong ngày đầu ra mắt, theo như người dùng phân tích, thì rõ ràng cả hai yêu cầu thứ yếu trên mạng xã hội Việt Nam đều không đáp ứng tốt. Cái kết của mạng xã hội mới sẽ như thế nào? Nói như ông Nguyễn Tử Quảng, cần thời gian mới trả lời được.